Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân Bảo Lạc Việt Xin mời quý vị nghe tiếp phần thứ 8 Truyện mẹ ghẻ, con ghẻ của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh Xin được phép bắt đầu Chương 21 Cuộc nhà của Phan Quang Quý, con trai lớn của Bội bộ Bái Tồn mướn cất dựa trên đường vào tỉnh lỵ trà vinh mà mấy tháng nay thiên hạ gọi là đền đài rủ nhau đến xem nườm nượp đã dọn dẹp trong ngoài sau trước điều hoàn thành rồi hết trên cửa ngõ sắt vừa đẹp đẽ vừa hùng hồn đã có thượng một khuôn sắc hình bán nguyệt chạm thiệt khéo trong khuôn có gắn bốn chữ trên hai chữ biệt thự vừa vừa dưới hai chữ la co rất lớn cửa với khuôn đều sơn dầu màu xám duy bốn chữ thì sơn dầu màu đỏ nên ở xa ngó thấy rõ ràng trước nhà thì sân đã dọn xong bồn bông đắp rồi đường ngang đường dọc cũng xẻ rồi chỉ chờ trời mưa gieo bông hoa đặt cây trái trong nhà bàn ghế tủ giường cũng đã dọn đủ hết rồi có máy đèn riêng để cho điện chạy khắp trên dưới trong ngoài đám nhân công làm mấy tháng trước bây giờ dồn hết vô phía sau đường rần rộ kiến trúc cô nhi viện buổi chiều đó trong bếp người ta nấu nướng lộn xộn trong nhà mấy anh bồi sắp đặt lăn xăng cửa ngõ mở bét cả hai cánh cửa lớn cửa sổ trong nhà cũng mở hết quý chải đầu láng mướt mình mặc quần túc so dài ống với áo sơ mi lụa ngắn tay chân mang giày và da vàng đường đi bách bộ trước thềm nhà mà nói chuyện với ông siếp má mặc quần sọt so với áo sơ mi xanh hai người bàn về sự lựa chọn giống hoa mà trồng bỗng thấy chiếc xe xám của quý về tới xe quanh vào cửa ngõ rồi vòng theo bồn bông mà ngừng dưới thềm êm ru hai anh bồi mặc đồ trắng trong nhà chạy ra xe vừa ngừng thì hai anh liền mở cửa xe cho khách xuống quý với sếp má ở lại đứng một bên chờ tiếp khách Dì ba thấy xuống trước, ngó thấy ông sếp, dì chúng chiếm cười, ba người kia tiếp tục xuống sau, ba mười xuống chót, coi bộ bỡ ngỡ hơn hết. Quý chờ xuống đủ hết rồi mới bước tới mà nói, bữa nay tôi chính thức cầm quyền làm chủ cái biệt thự la co này rồi vậy tôi lấy danh la co kính cẩn chào hai gì mừng chị hai và tiếp em thường tôi xin mời hết cả cả vào nhà rồi sẽ nói chuyện cô mỹ thấy em mặc sang trọng chứ không như mấy tháng về ở trên nhà cô muốn trách em đã giàu muôn hộ rồi sao lại giấu giếm chị em làm chi nhưng cô chưa kịp nói thì ông sếp má nói trước Hôm nọ bà với hai cô tình lình xuống viếng nhà ông kỹ sư mà ông không có nói cho tôi biết trước. Rồi chừng tôi ra mở cửa cổng lại dặn tôi làm bộ như tôi không biết ổng. Vì vậy nên tôi tiếp bà với hai cô không có được trọn lễ. Tôi xin bà với hai cô vui lòng tha lỗi cho tôi. Vì ba thới cười mà nói. Ông tiếp bà con tôi như vậy là đủ quá rồi, còn lỗi gì đâu mà tha. Ông làm bộ không có biết, mà con nhỏ tôi nó nghi lắm. Sen bước lại, nói nhỏ với ba mùi. Đồ đạc tốt lắm má, má không có thể tưởng tượng được, để vô nhà rồi mắt coi. Quý mời vô nhà, quý đi giữa, hai dì đi hai bên, hai cô tiếp theo sau đó, rồi ông xếp với Sen đi chót. Bữa nay bàn ghế sắp ra đủ hết rồi Nên coi lộng lẫy hơn hôm trước một phần Bà Mùi khiếp sợ Nên là lúng khúng đi không được Quý dắt đi một vòng Từ dưới đất lên trên lầu cũng như hôm trước Nhưng bữa nay thì khỏi cắt nghĩa nữa Nên đi mau Bà Mùi càng coi càng kiên nể Cái cách giàu sang của Quý Nên nó không dám hó hé một tiếng coi đủ rồi quý dắt trở xuống tầng dưới mời ngồi hết tại bộ salon lớn phía trước đặng giải khát quý sắp ba người ngồi tại canapé phía trong cô mỹ ngồi giữa hai dì ngồi hai bên còn bàn ghế ngoài thì một bên cô hường và quý ngồi phía bên kia thì ông xếp với sen ngồi bồi sách lại để trước mặt mỗi người một cái bàn vuông nhỏ đặng để ly vặn đèn điện phực cháy rồi rót nước cam nho cho mấy bà mấy cô Còn đàn ông thì rất la ve Quý ngó cô Mỹ cười mà nói Hôm trước chị hai nói với em Chị muốn ở cái nhà như vậy Em sắm cho chị rồi đó Chị có phòng riêng ở trên lầu cũng như em Vậy chị ở luôn dưới này Với em và thằng Sen Đặng giúp em làm đám cưới Cô Mỹ cũng chúm chím cười Mà đáp Chị nói chơi với em chứ Ở sao được Sao lại không được không quen nên khó chịu chứ làm sao thì ở ít bữa rồi quen chứ gì thằng sen chịu ở luôn với này với em rồi để thằng sen nó ở với em đi chị cũng phải ở nữa em không có cho chị về chứ ở ít bữa tới đám cưới rồi có vợ em thì chị vui chứ gì cô hường nói tiếp nhà dọn xong hết vậy chị ở luôn với chị hai Cô Mỹ lặng thinh mà suy nghĩ vì ba thới mới hỏi Con cất nhà kinh dinh Con dọn đồ hực hở như vậy Mà trở về càng á, Con làm bộ ăn mài chi vậy quý Thưa con muốn thử nhân tình chơi con gạt con làm cho gì với con hường cũng lầm tưởng con nghèo lung lắm chơ thiệt vậy hay sao gì cô hường nói Thiệt vậy chứ, anh giả dạng quay nghèo khổ quá, người ta không làm sao được. Anh biết họ nói anh thế nào hay không? Họ nói theo ở bồi dưới tay, tưởng sau này được làm ông này hay thầy gì. Te ra bỏ xứ mà đi mấy năm, chừng trở về coi bộ không bằng trùm sóc Vậy thì ở nhà làm ruộng chắc no ấm hơn, đi làm chi? Quý cười mà nói. Mấy lời họ chê đúng lắm Tôi phục họ ngay Tôi không có phiền đâu Trái lại tôi rất vui Mà thấy tôi giả dạng thiệt hay Nên ai nấy đều làm hết Bây giờ ba quỳ mới dám nói Giả dạng hay quá Không làm sao được Đến là gì với con Mỹ Ở trong nhà mấy tháng mà cũng không biết giả Nên cũng phải làm như thiên hạ Quý nói thôi để đám cưới tôi làm tiệc tôi mời hết bà con ở trên cạn long xuống tôi đẩy một bữa đặng tôi xin lỗi về sự tôi gạt gẫm bà con đồng hồ gõ bảy giờ quý thấy mấy bà mấy cô uống cạn ly rồi mới hỏi mấy anh bồi coi ăn cơm được hay chưa mấy anh trả lời rằng đầu bếp mới cho hay đồ ăn đã nấu xong rồi hết quý bèn đứng dậy mời khách vào nhà ăn bồi dọn bàn ăn sắp mỗi bên ba người còn một người ngồi đầu bàn, quý mời cô Mỹ ngồi giữa, hai dì ngồi kề hai bên, còn phía bên này thì quý ngồi giữa, để cô Hường bên tay mặt và ông Ma bên tay trái, sen ngồi đầu bàn. Khách ta ngồi xong, quý mới nói, tôi xin lỗi hai gì tôi về nhà lần này tôi mang cái tên La Co chứ không phải tên Phan Văn Quý, mà tôi là người Pháp chứ không phải người Việt như hồi trước vậy bữa cơm đầu tiên tôi đãi bà con trong nhà này tôi phải đãi cơm tây cho hợp với tình cảnh rồi bữa khác bà con muốn ăn cơm nào tôi sẽ làm vừa ý luôn luôn cô mỹ nói ăn cơm tây là ăn sao chị có biết đâu quý nói cũng ăn thịt ăn cá rau cải như ăn cơm việt vậy duy khác mấy điều này là bánh mì thế cho cơm đồ ăn bưng lên từ món cho mình sớt ra chứ không dọn hết một lượt lên trên bàn và để chung ai muốn ăn thứ gì tùy ý không có chén mà có dĩa bàn cho mình sớt đồ ăn giao với nĩa thì thế cho đũa khác có bấy nhiêu đó để rồi chỉ coi tôi với ông sếp làm sao chỉ làm theo y vậy. ăn vài dĩa chị sẽ quen chứ có gì khó đâu bồi bưng súp lên quý chỉ cho đem cho dì ba thới và khuyên dì lấy muỗng múc đổ vào dĩa đợi gì múc được hai phần dĩa quý bảo thôi và bệ chỉ cho dì ba mùi cho bồi đem lại Ba Mùi cũng làm y như ba thới Nên khỏi dậy Tới cô Mỹ và cô Hường Thì hai cô đã biết rồi Quý biểu mấy người đàn bà lấy khăn trải lên bắp vế rặn rủi đồ ăn có rớt Thì khỏi dơ quần áo Rồi quý lấy muỗng múc súp mà ăn cho bà con coi Đặng làm theo Tới mấy dĩa sao Cá, thịt, đậu, rau Quý cũng chỉ cách cho mấy bà sớt mà ăn với bánh mì, sắc thịt thì cầm dao, múc đồ ăn thì dùng nĩa, ăn một dĩa đầu rồi á ai cũng biết hết nên không khó nữa cô mỹ cứ ngó cô hường mà cười không có dè mà ngày nay được ăn cơm tây lại ăn trong nhà sang trọng đèn điện sáng trưng nắp khăn thì trắng nõn muỗng nĩa bằng bạc trên bàn có chân hai bình bông ly dĩa thứ gì cũng tốt thuở nay chưa từng thấy cô hường cứ ngồi lo ra làm cho quý phải nài ép sớt thêm đồ ăn cho cô hoài duy có hai bà gì nhất là dì ba thới vui cười ngã ngớn nói đồ ăn ngon thì phải ăn cho no tuy đồ tây mà mình ăn nó chứ có phải nó ăn mình hay sao nên sụp xè sợ sệt vì ba thới cứ theo kiểu diễu cợt chọc ông hát nói tiếng việt mà ông hát là lanh lợi bạc thiệp ông đủ lời đối đáp luôn luôn làm cho bữa cơm gia đình hôm nay vừa thân yêu vừa vui vẻ không có một cái điểm nghi nan lo ngại nào nữa hết đến chừng ăn bánh tráng miệng vũ uống cà phê rồi quý biểu bồi dọn trầu cao trà thuốc trên phòng khách đặng khách lên đó nói chuyện chơi ông hát biết ông chủ muốn bày tỏ việc riêng trong gia đình nên ông cáo từ về phòng nghỉ sớm vì ông phải coi làm tối ngày mệt nhọc nên ông không thể thức khuya được Dì ba thới hỏi phòng ông xếp ở đâu Thì quý nói hai bên nhà lớn Có kèm kèm theo hai căn lầu ba tầng Trong đó ngăn làm nhiều phòng Để cho khách ở Ông Mát lấy một phòng từ dưới Mà ở đặng ra vô cho tiện Sở dĩ làm phòng nhiều như vậy Vì rồi đây sẽ mở cô nhi viện Sẽ có ký lục làm việc giấy Nên phải có chỗ ở cho nhân viên ở Trong sở ở mà giúp việc ông ngoác đi rồi quý mới mời hết bà con lên lầu hai bà gì lấy làm lạ là thấy trên một bàn nhỏ có để trầu cao thuốc xỉa thuốc điếu đủ hết lại có hai ống nhỏ bằng bạch mới tinh còn trên cái bàn lớn thì có bình trà sáu cái tách với dĩa bánh tây và một dĩa trái cây là nho tươi trái bom xá lị cam sành quýt đường xoài voi vú sữa quý mời khách vô ai muốn ngồi đâu tùy ý hai bà dì ngồi hai cái ghế phía ngoài cho gần bàn trầu cao sen ngồi bên trái bàn viết còn hai cô hường với mỹ thì thấy cái ghế canapé trong bàn ngồi lại đó quý biểu sen rót nước trà và mời hai dì uống rồi sẽ ăn trầu quý đốt một điếu thuốc rồi hút phì phà rồi chen ngồi lại trên canapé ngồi giữa để hai cô ngồi hai bên vì ba thới vừa tiêm trầu Vừa ăn vừa hỏi Nè con quý Bữa tại sao hồi tối Con nói bây giờ tên con là La Co Chứ không phải là Phan Nhân Quý nữa Lại con làm việc gì Mà con giàu quá Cất cơ ngơi nhà cửa đồ sổ như vậy Bây giờ chỉ có bà con trong nhà thôi Vậy con phải nói thiệt mà nghe Đừng có giấu giếm nữa Quý cười mà nói chánh ý con mời hết xuống nhà ăn cơm cho đặng nói rõ cái việc ấy cho bà con hiểu. Quý bàn thuật lại rõ ràng trong 12 năm qua, quý đi theo quan kinh lý là co mà làm việc gì, ngồi chậm rãi nói hết cũng như nói với thầy Nhất Vĩnh nghe hôm trước, không bỏ sót một điểm nào. Chàng nói khi ở Càng Long lên Sài Gòn rồi, ông la co thấy chàng hễ ban đêm rảnh rang thì thức mà học. Ông đem lòng thương, ông mới kiếm sách mua cho chàng. Và lúc nào ông rảnh thì ông dạy dùm nữa. Ông dắt theo vô rạch giá ở 2 năm cho ông đo đất. Ông cũng dạy tiếp như mấy tháng ở Sài Gòn. Chừng ông về Pháp thì ông biểu chàng đi theo ông. Vì thấy chàng ham học nên ông hứa hãy qua Pháp. Ông sẽ nuôi chàng ăn học cho thành công để lập thân danh với thiên hạ thiệt quá về bên pháp ông mua đất mua nhà mà ở mướn người làm vườn và người nấu ăn để chàng ở không đặng mỗi bữa đến nhà trường học ông cho chàng ăn cơm chung với ông cho chàng ngủ một cái phòng khít một bên phòng ông bằng đêm ông giúp chỉ cho chàng học nữa ông nghỉ phép được một năm rồi ông xin hưu trí ở luôn bên pháp Nhờ vậy chàng mới học tiếp được Học 5 năm lấy đủ hai bằng tú tài Ông La Cò lấy làm hài lòng Ông buộc chàng phải kêu ông bằng papa Chứ không có cho kêu mong sừ nữa Và ông cho chàng vào trường công chánh Học thêm 3 năm lấy được bằng kỹ sư Chàng nhờ ông mà lập được thân danh Không nở bỏ ông về xứ sở Chàng xin ông cho chàng đi làm Đặng lập sự cho quen ông không cho ông nói rằng ông đã già yếu nay hay có bệnh vậy chàng phải ở nhà hữu hủ hỉ với ông cho ông vui và săn sóc giùm ông khi ông đau ốm nghe quý thuật đến đây vì ba thới chặn lại mà nói nếu vậy thì tấm hình la co treo trong phòng làm việc mình thấy bữa hôm đó quả thiệt là hình ông la co mà phải không con thưa phải cha nuôi của giáo đó Sao hôm đó con cãi với dì, Con nói không phải Vì cháu chưa muốn cho gì biết Thôi con nói tiếp đi Ông là con, bây giờ còn bên Pháp Hay ông có qua bên này với con hay không Ông chết rồi Chết đã hai năm nay Ông chết lâu quá Sao con còn ở bên Pháp làm chi Đến bây giờ con mới về Tại có việc rắc rối Để thủng thẳng Tôi nói hết cho bà con nghe năm tôi thi đậu bằng kỹ sư công chánh đó mà mười mình gọi là quan bác vật trường tiền đó thì ông la co hay đau ốm ông không có vợ con chỉ có một người cháu gái kêu bằng cậu có chồng là một người buôn bán giàu có lớn thấy sức càng ngày càng nguy ông la co mới mời nô te đặng lập tờ chúc ngôn cháu không muốn biết việc nhà của ông nên cháu không tìm hiểu ổng tính việc chi còn chừng một tháng nữa ổng mất Ông mới nói cho cháu biết là ông làm việc bên xứ Nam Việt mình trót 25 năm Ông có sắm tài sản nhiều thứ nay ông già mà không có vợ con nếu ông để lại tài sản cho cháu gái của ông thì không có ích gì vì chồng nó đã giàu lại mất buôn bán nên không thể qua năm việc ở hưởng tài sản của ông được vì vậy ông có lập tờ chúc ngôn cho người cháu gái ông một triệu bạc gửi trong nhà băng và cho người nấu ăn với người làm vườn mỗi người 50.000 quan còn lại số tiền chỉ tồn tại trong nhà băng nhà đất cơ mà ông mua nhà ở bên pháp đó với tài sản của ông bên nam việt thì ông giao cho tôi kế nghiệp mà hưởng hết. trời ơi ông thương tới vậy lẫn sao? thưa phải ông giao hết tài sản cho tôi hưởng mà ông có buộc mấy điều kiện làm tôi phải khổ tâm hết sức ông buộc tôi là phải làm con nuôi ông đặng mang tên ông rồi chọn con nhà nghèo siêng năng ham học như tôi hồi nhỏ ngặt không có tiền đi học được đặng tôi xuất tiền cho hoa pháp ăn học cho thành tài ông nói ông giao nhiệm vụ đó cho tôi là vì ông biết tôi có ở trong hoàn cảnh khổ hồi đó nên tôi mới biết thương người nghèo muốn học mà không học được tôi sẽ sốt sắng cứu vớt hạng người đáng thương đó như ổng đã cứu vớt tôi mà giúp tôi lập thân thành danh ổng chắc tôi sẽ sốt sắng lãnh nhiệm vụ ấy thứ nhất để đền ơn đáp nghĩa cho ổng Thứ nhì để giúp cho đồng bào tôi tham học vì nhà nghèo nên không vượt khỏi địa vị thấp hèn. Thứ ba là giúp gieo rắc văn hóa của người Pháp là văn hóa tôi ái mộ từ hồi nhỏ giúp gieo rắc trong dân gian xứ Nam Việt mình với tiền bạc ổng giao sẵn trong tay thôi. Ông là có thiệt là tử tế, vậy mà mình có về đâu. Tôi cũng không có về, tôi tưởng ông biết tôi nên thương thân phận tôi mà thôi té ra vì tôi mà ông nghĩ đến số phận của các con nhà nghèo khác nữa ông giao cho tôi làm hai việc thứ nhất nuôi cho con nít mồ côi được ấm no chừng không lớn chúng nó biết làm ăn mà nuôi thân cho thông thả thứ nhì lựa con nhà nghèo thông minh mà ham học và gửi qua pháp học mấy ngành kỹ thuật để đào tạo nhân tài mà kiến thiết nước Việt Nam ổng thương nước mình mà cũng không quên được nước pháp của ổng bởi vậy ổng buộc tôi phải làm con nuôi của ổng mà đặng tôi mang tên là co mà giúp người nam việt để gây tình thân thiết pháp việt đời đời ông muốn như vậy làm tôi bối rối hết sức ổng để gia tài cho con mà ổng buộc phải để làm hai việc đó chứ con không được lấy mà xài hay sao mà con bối rối Dạ thưa không Con làm chủ sự nghiệp của ổng Thì con thông thả muốn ăn xài cách nào Và bao nhiêu tùy ý Ông buộc con trước hết là phải tạo ra Một cơ sở vĩ đại Tại tỉnh Trà Vinh Là quê quán của con mà người ở đó đều biết danh ông Vì vậy nên con mới lập ra Cái cuộc đất này đây Còn bối rối là nếu con chịu Làm con nuôi ông thì con mất Tánh danh phan văn quý Còn có lỗi với cha mẹ ông bà Con nhiều lắm mà con còn mất quốc tịch Việt Nam nữa nên nó hổ với quê cha đất tổ của con nữa. Mấy người đàn bà không có học nên không có hiểu nhiệm vụ cao quý của một người con trai đối với tông môn và đối với tổ quốc. Bởi vậy ngó nhau rồi cô Mỹ nói được hưởng gia tài dù em phải mang cái tên là co cũng không có hại gì mà bối rối. Quý cười mà nói Chị không có hiểu chỗ thắc mắc đó đâu chị hai. tôi có học, tôi biết danh dự và phận sự làm trai nên tôi ái ngại lắm tôi tính viết thơ về nhà hỏi ý kiến cha và thầy nhất vĩnh nên tôi xin đình việc ấy lại một vài tháng cho tôi suy nghĩ ông la con nói không có việc gì mà phải suy nghĩ ông đã lập tờ chúc ngôn nhận tôi làm con và để sự nghiệp cho tôi rồi cách có mấy tuần thì ẩm mất Nô tè nhóm mấy người được hưởng gia tài và đọc tờ chúc ngôn Biểu tôi ký tên tờ chịu nhận làm con ông La Co Và chịu lãnh gia tài Đặng Nô tè xin tòa lên án cho tôi mang tên La Co Là công dân của nước Pháp Tôi buộc lòng phải chịu Chứ ông chết rồi con cãi với ai được Nhưng người cháu gái không bằng lòng Nên để đơn tranh gia tài xin tòa hủy tờ chúc ngôn Tôi phải ở lại bên Pháp lòng vòng trót 2 năm mà hầu tòa lúc ấy tôi có viết thơ cậy nam biện trà vinh cho tôi biết tin tức bên nhà nhờ có tờ phúc trình của quan chủ quận càng long nên tôi được biết thứ nhất thì cha tôi mất rồi ruộng bán hết một sở sao bị thi hành phát mãi một sở nữa nhà nghèo chị tôi vất vả cực khổ em tôi thì du hí lưu linh thứ hai là thầy nhất vĩnh hưu trí về cất nhà ở dưới trà vinh thứ ba là dưỡng ba mất Dì ba vẫn bán quán như cũ Còn cô Hường thì chưa có chồng Tôi được biết rõ hết Năm ngoái tòa có xử xong vụ kiện Bác đơn của tiên cáo Và cho tôi có quyền được hưởng gia tài Của cha tôi ký thác Tôi mới trở về Sài Gòn Thi hành nhiệm vụ của ông La Co phú cho tôi Dì ba thới nói ta ra con về lâu rồi hay sao Con về hồi năm ngoái Ở đâu sao không về đây con mua nhà ở trên sài gòn con có xuống trà vinh hai ba lần kiếm đất mà mua đặng cất nhà cửa đây con có qua lại ngay càng long mấy lần có lần con thấy em hường đứng trước cửa sao không ghé ghé chưa có được vì chưa tới ngày giờ con phải ra mặt con đợi cất nhà gần xong rồi năm nay con mới giả dạng nghèo hèn về càng long á tặng thứ nhất là lùng dùng lời ngay lẽ phải thứ nhì là thử bụng em hường coi có phải em chờ con hay không nay con gỡ rối cho gia đình của con đã xong rồi sắp đặt thi hành nhiệm vụ của ân nhân con phú thác cũng gần xong rồi mà tình dài nghĩa nặng của em hường con cũng đã hiểu rõ bởi vậy con không có còn giấu diếm nữa con trường mặt thiệt của con ra là kỹ sư la co mà cưới em Hường rồi giúp trẻ mồ côi có phải vậy không? Ông la co để gia tài cho em bao nhiêu mà em làm rình rang quá, rồi còn tiền đâu mà nuôi con một côi và cho con nhà nghèo ăn học. Chị hai đừng lo Không kể cái nhà với cái vườn bên Pháp à, Em để làm trụ sở Đặng người ở trong non Các sinh viên của em sẽ gửi qua Ân nhân của em à, để lại cho em số bạc Ở trong nhà băng Hơn 2 triệu Trời ơi một triệu là bao nhiêu một triệu là một ngàn ngàn quá xa mua đất tất nhà và lập cô nhi viện tốn hao lối nửa triệu còn lại hơn một triệu rưỡi để nuôi mộ côi với sinh viên nghèo vì ba thới mới hỏi hồi nãy con nói ông ra co còn cái sự sản dĩ bên này nữa còn nhiều một sở ruộng lúa một ngàn mẫu tại kinh thị đôi trong tỉnh rạch lá dữ không một ngàn mẫu lận Huê lợi mỗi năm từ 30 cho đến 40 ngàn thùng lúa trừ sở phí rồi Ghê chua Còn một vườn cao su 800 mẫu trên Biên Hòa Với một sở vườn cà phê 500 mẫu ngoài ban mê thuộc Huê lợi hai sở vườn đó mỗi năm tới mấy trăm ngàn Thiếu gì tiền Vậy mà còn số hùng lớn ở trong một hãng bán xe hơi Và trong hãng thuốc điếu trên Sài Gòn nữa Hai hãng đó cũng lời lắm rồi tiền bạc con làm giống vậy cho hết Quý thấy cô Hường nãy giờ ngồi lặng thinh Mà bây giờ mặt lại buồn hiu Thì dây qua mân trớn nói Bữa nay qua mới nói thiệt đó Em nghi qua ăn cướp của người ta Mà đoạt tiền bạc rồi kiếm chuyện nói dốc hay sao mà em buồn Qua có giấy tờ đủ Có công việc qua làm Đây đủ chứng lời cho qua nói nãy giờ chứ Hôm trước qua xin cưới em Nhưng qua thăng nghèo em phải cực khổ với qua em nói qua có sẵn một sở ruộng giống rộng hơn một mẫu vợ chồng chịu cực gieo trồng cho giáp hết mà lấy quê lợi trong ít năm ắt sẽ giàu thiệt gieo trồng rau cải thì có lợi nhưng cái lợi ấy không bằng gieo trồng nhân tài đâu em vậy em ráng hiệp lực với qua để giúp nhân tài cho nước rải cái tài nghệ cho dân mối lợi ấy cả dân tộc được nhờ cả quê hương được hưởng đó mới thiệt là quý Cô Hường cảm động đến ứa nước mắt Cô muốn nói mà nghẹn ngào nói không có được Quý thấy vậy bèn nói Bây giờ để lo đám cưới đã Cưới rồi chúng ta sẽ chia phần việc Đặng mỗi người lo một mối Lo tổ chức một thất vườn la co Để gieo trồng đủ thứ nhân tài chơi Không có đám cưới đâu anh Ủa sao vậy Em xin bãi Trước mặt má em đây em xin hủy bỏ lời em đã hứa làm vợ anh đó đi bởi vì nghe nói chuyện nãy giờ em nhận thấy em không có xứng đáng làm người bạn trăm năm của anh em phải nhường địa vị ấy cho một người khác có học thức có tài năng thì nhiệm vụ của anh mới được vuông tròn đời sống của anh mới được vui vẻ Nếu anh cưới em thì chẳng khác nào Anh buộc một viên đá to vào chân anh Viên đá đó nó sẽ ngăn trở khó cho anh bay nhảy Chứ không có giúp cho anh được việc gì Ai nấy nghe cô Hường nói như vậy đều ngạc nhiên Ba mùi ngó ba thới Có ý đợi ý gì coi thế nào Bà thới lại đợi coi ý quý thế nào nên cứ ngồi im liềm Quý trao mài Để cô Hường nói dứt lời Rồi nghiêm chỉnh nói qua rất cảm ơn em lo cho phận qua hơn ham tiền bạc Bao nhiêu đó đủ cho qua thấy cái lòng giả em rồi Vì em lấy lòng thành thiệt mà đáp lại Việc em ấy ngại đây qua đã có nghĩ tới rồi Nghĩ nhiều Nghĩ từ cái bữa qua hay ở nhà em Không có chịu lấy chồng là vì qua em chờ qua đó là một cái bằng cớ đối với qua tình em thiệt là dài chừng qua than thân phận qua nghèo hèn mà thấy cái bề ngoài ai cũng khinh rẻ hết thảy nhưng riêng em lại không có chê qua em vẫn ưng phối hiệp để chia sớt cực nhọc với qua thì qua thêm nhận thấy đối với qua em sẵn sàng làm một cái nghĩa lớn đó khiến cho qua phải bối rối vô cùng ngày trước á qua chơi với à, mương dưới dũng ông la co á, kéo qua lên tắm rửa rồi đặt qua ngồi trên sạch sẽ thuốc tươi mang cái nhiệm vụ của ông phú thác à, qua về đây thiệt qua không có tính cưới vợ qua quyết ở độc thân mà lo công việc của ông à, để đền ơn đáp nghĩa qua sẽ rèn tập cho sen đặng nó thế cho qua mà nối nghiệp tâm môn còn phận qua thì chừng gần mãn đời qua sẽ chọn trong đám nhân tài qua sắp đào tạo chọn một người đứng đắn mà phú thác lại công việc ông la co đã giao cho qua đây quý nói tới đây rồi ngừng lấy một điếu thuốc nữa đốt mà hút ai nấy đều nín khe vì việc quan hệ quá không biết làm sao là phải làm sao là quấy mà dám phân phán Quý nói tiếp Chừng biết em có tình có nghĩa với qua Thì qua không biết phải liệu lẽ nào Nếu qua ở độc thân Thì không không cưới vợ Té ra đối với em Qua là người vô tình bất nghĩa Còn nếu qua cưới em Thì vợ chồng nó mà học thức Trên lệch bất đồng Qua tính một đường em hiểu một ngã vợ chồng vườn ấy tự nhiên phải cắn đắng nuốt cay đắng cái vui sướng gì mà vợ chồng mà lại còn hơn nữa là cái nhiệm vụ nặng nề của qua là đạo vợ chồng bận rộn đó mà làm sao lại đãi hường nghiêm chỉnh cãi lại anh cũng phải có vợ như người khác vậy chứ có vợ đặng nhà có sẵn người giúp đỡ cho anh xong cứ vợ anh phải chọn một cô học giỏi thông thạo nhiệt đời thì mới có giúp ích cho anh được chứ em là gái bán quán quê mùa dốt nát không hiểu biết cao xa không biết xứ nào hết thì cực lòng cho anh lắm vậy vì tình vì nghĩa nên qua mới tính cưới em chứ người khác qua cưới gì chi? phan văn quý sẽ có phan văn sen thay thế kỹ sư la co sẽ có nhiều nhân viên phụ tá trợ giúp mỗi người một mình không có vợ thì hại cái gì được biết tình nghĩa em thì qua rất là bối rối vì bối rối nên em biểu dắt đi xem đền đài qua dục vật không có muốn đi vì bối rối nên qua phải tìm thầy nhất vĩnh nó mà hỏi ý kiến vì bối rối nên nói chuyện với thầy nhất vĩnh qua rồi qua trở về nhà nằm suy nghĩ mấy ngày cứ lơ lửng nên nó không dám vô nhà thăm em suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi qua mới xin vô với dì ba mà cưới em đó anh cũng thấy như em thấy vợ chồng không cùng bực không đồng ý thì khó mà rồi anh suy nghĩ thế nào mà lại xin cưới em qua nghĩ em quê mùa dốt nát thiệt nhưng em có tình nồng nhiệt yêu qua em đã có lòng thành thiệt giúp qua thế thì làm vợ qua dù em không có tài trí mà giúp qua đi nữa em cũng không có nợ ngăn cản không để cho qua lo nhiệm vụ cao quý của ông la co phú thác qua sẽ cậy em giúp coi mọi việc trong nhà chăm sóc cho giấc ngủ miếng ăn manh quần tấm áo cho qua vậy thôi chăm nom cho qua thảnh thơi khỏe khoắn đặng qua lo việc bảo bọc con côi ấm no giúp đỡ nhà nghèo học tập hòa tính chừng cưới rồi nếu em không vui mà giúp tay với qua về việc khác thì giúp bao nhiêu đó cũng là đủ cô hường ngồi lặng thinh không cãi nữa vì ba thới mới nói Quy nói như vậy thì phải lắm Nãy giờ gì cũng bối rối như con Hường Vì nói thiệt Thấy con đi Sài Gòn về rần rộ Mua đồ đạt muôn Vì lo ngại hết sức Không biết con làm nghề gì Mà tiền bạc nhiều dữ vậy Chừng con nói chuyện ông La Co Để hết gia tài cho con Thì gì ghê quá Con xin cưới con Hường Thì gì gã Bây giờ thấy con giàu Thì gì mừng lắm Chứ sao lại mà không mừng Mà giàu chút đỉnh à Như người ta thì mừng Chứ giàu mà tiền bạc triệu này quá Triệu kia nhà ngán quá Hết mừng được Cô Hường chấm chím cười mà nói anh quý anh xin cưới tôi ưng anh quý việc đó tôi không có chối bây giờ ông kỹ sư la co nói chuyện cưới tôi cái đó không có được tôi không có dám ưng quý cười mà đáp em ưng phan văn quý thì qua phan văn quý đứng cưới em bỏ dẹp kỹ sư la co qua một bên đi vậy thì phải cưới em về ở bên nhà thờ vậy chứ sao phải cưới về nhà thờ đặng lại ông bà cha mẹ chứ nhưng phận gái hễ xuất giá thì phải tòng phu chừng phan văn quý ở đâu em phải theo đó mà ở bà thới bà mùi với cô mùi đều cười rộ. Cô Hường cũng cười theo, Quý biểu sen lại phụ bưng bánh trái mời hai bà hai cô ăn. Ai nấy đều nói ăn cơm tây no quá, không có thể ăn nổi nữa, nên nó chỉ uống trà mà thôi. Bây giờ Quý mới dở cái việc may quần áo ra mà hỏi bà Thới với bà Mùi nói chiều mai thay ở sẽ may cho xong bộ đồ cho cô Mỹ có mà bận trước còn quần áo cho bốn người bạn đắp cưới thì vì nhiều quá nên nó không biết chừng nào mai mới rồi quý suy nghĩ rồi nói vậy tôi tính như vậy nè chiều mai chị hai tôi có một bộ đồ mà mặc rồi tôi xin phép hai gì sáng mốt để tôi chở chị hai tôi với em hường lên sài gòn đặng đặt cho thợ sài gòn đo mà mai đồ với của hai cô để thợ càng long mai đồ cho hai gì tôi cũng dắt thằng sen theo đặng đặt luôn đồ tay cho nó nữa ở lâu lắm là một tuần có lẽ họ may xong hết vì ba thới hỏi lên sài gòn rồi ở đâu mà chờ may ở nhà con con có nhà ở trên sài gòn nữa sao có chứ năm ngoái con về con mua một cái nhà lầu ở phía nữ học đường trên hai phòng dưới hai phòng thiếu gì chỗ ngủ trên sài gòn đã có nhà mà còn cất nhà dưới này nữa ở sao cho hết thưa nhà ở sài gòn là trụ sở chánh của con đó thơ từ của các ruộng vườn và các hãng đều tập trung về đó con có đặt người quản lý con lên xuống coi chừng vậy thôi nhưng mà phải có nhà đặng con lên có chỗ con ở chứ hai đứa nó thở nay chưa có biết sài gòn lên đó rồi tụi nó biết thở may ở chỗ nào đâu mà mướn may đồ thưa gì khỏi lo có con đây làm chi lên đó con mời mấy bà con quen lại con giới thiệu rồi con giao cho mấy bà đưa đi làm công chuyện có vợ ông ship mát đó vợ ông quản lý của con vợ của mấy thầy làm với con thiếu gì người theo lo hai cô lên đây họ rước đi chơi họ mời coi hát mặc sức mà đi nhà quê lên sài gòn chắc hai đứa lên huynh lắm à, tập lần cho quen hay gì muốn đi theo chơi hay không đem hàng lên trển mướn mây luôn cho hết cho mau ở trển nó có nhiều tiệm mây thợ lại may khéo nữa bà mùa thới với bà mùi bàn tính rồi nói thôi để cho mỹ với hường đi hai bà mướn thợ càng long mây đặng ở nhà coi nhà có muốn đi chơi thì đám cưới rồi sẽ đi nói chuyện chơi đến khuya thì dì ba thới buồn ngủ mới bàn tính với nhau đặng chia phòng ngủ hai bà xin ngủ chung một phòng ở tầng dưới quý biểu sen phải ngủ ở cái phòng gần đó đặng gần hai bà còn hai cô thì ngủ chung một phòng lớn ở trên lầu đối diện với phòng của quý quý đưa hai bà với sen đi nghỉ rồi trở lên thấy hường mỹ vẫn còn ngồi nói chuyện Quý ráp lại đàm đạo nữa. Quý tính sáng bữa sau sẽ giao cho mấy bà một chuyến xe đặng đi chợ chơi. Trưa ăn chơi rồi, xe sẽ đưa về Càng Long cho hai cô sửa soạn. Đặng bữa sau nữa, Quý sẽ lên rước đi Sài Gòn chơi. Hai cô Thổ Nhai chưa có đi Sài Gòn lần nào. Nhớ tới việc đó có ý lo ngại. Nhưng nghĩ tới Quý lại lên đó có nhà sẵn cho mà ở thì cũng có hơi vững bụng sáng bữa sau ăn lót lòng rồi quý dậy đem xe lớn ra cho bốn người đàn bà với sen đi chợ chơi quý đưa cho mỗi người một trăm nặng muốn mua vật gì thì có tiền sẵn mà mua mấy bà đi rồi thì quý cầm lái chiếc xe nhỏ một mình đi thăm thầy nhất vĩnh trưa về ăn cơm bữa nay ăn cơm việt quý rất vui mừng mà nói có gặp đầy đủ vợ chồng thầy nhất vĩnh hai ông bà đều chịu chừng cô nhi viện tổ chức xong rồi hai ông bà sẽ dọn về ở làm đốc lý cơ quan phước thiện ấy ông lại lãnh chăm nom phần giáo hóa cô nhi và chọn lựa sinh viên để gửi qua pháp học thêm nữa được thầy nhất vĩnh phụ trách thì quý vững vàng hết lo gì nữa ăn cơm rồi bốn người đàn bà lên xe lớn về càng long quý soạn hai gói hàng của ba thới với ba mùi mà giao cho hai bà đặng về mướn thở càng long may còn đồ của hai cô với áo rộng cùng áo dài của quý và sen thì để lại trong hoa ly đặng sáng mai quý sẽ trở theo lên sài gòn mướn mai hết chương 22 sài gòn sài gòn thở nay mỹ với hường nghe hai tiếng sài gòn thường hoài người ấy thì khoe sài gòn tốt đẹp như cảnh tiên kẻ thì nói sài gòn não náo nhiệt như chợ tết ngựa xe rành rỗ người đi dập dìu vui chơi ngày đêm giàu nghèo đủ hạn sửa soạn đi sài gòn cô mỹ ngoài kia cũng như cô hường trong này đêm nay hai cô nôn nóng ngủ không có được trong trí cứ muốn tưởng tượng coi sài gòn như chốn nào nhưng nghĩ không có ra không hiểu nó ở đâu không biết đi bao lâu thì mới tới ở chốn thôn quê người ta quen tục đi đâu cũng lo ăn trước vài chén cơm dằn bụng rồi mới đi vì họ hổ thẹn với cánh ngồi quán ngồi tiệm dọc đường mà ăn uống Ba mùi bị cảnh giàu sang của quý làm chóa mắt rồi kiên sợ. Bây giờ lo ngon ngọt với Mỹ để cầu thân. Bởi vậy nghe trong ngoài quận đánh canh năm thì kêu Mỹ thức dậy đặng đi Sài Gòn. Chị ta bổn thân xuống bếp nhúm lửa nấu một nồi cơm nhỏ cho Mỹ ăn. Mỹ dành mà làm, chị ta không có cho. Biểu Mỹ lo rửa mặt gỡ đầu cho đàng hoàng đợi cơm chín ăn rồi thay quần áo mới bận cho sẵn đặng lên xe mà đi khỏi bắt quý chờ đợi phần thì ăn cơm sớm phần thì trong lòng rộn rực cô mỹ ăn nhanh lắm nhưng ăn cơm không biết ngon bởi vậy mà cho hết chén cơm rồi cô bưng đem dẹp đi uống nước bây giờ cô mới vô buồn bận bộ đồ mướn thở càng lâm mây cô mới lấy về hồi chiều bộ đồ may khéo và bận vừa ba mùi theo vuốt ve trầm trồ khen hàng tốt nhất hạng mà thở cắt khéo cũng nhất hạng cô kiếm giấy gói bộ đồ bận đi trà vinh bữa trước là cái áo của cô hường cho mượn với cái quần cô mới may mà đem hờ theo để có đồ thay đổi đỡ ít bữa mặc quần áo tốt tóc bới vén khéo mặt mài tay chân rửa sạch tay thì đeo đôi bông xoàng to chân thì mang đôi guốc mới tướng mạo cô mỹ hôm nay cũng đẹp có thua gì chị em bạn gái ở trong làng ba mùi đứng ngắm nghía cô rồi cười mà nói năm đó thầy giáo lễ hay cha con bán ruộng rồi thầy thối lui chê yeah, con nghèo nên nó cưới con sáu thị vì chắc bây giờ thầy tiếc lắm mỹ cũng cười mà nói con người như vậy thì nhắc tới làm chi gì vì muốn an lòng khỏe trí vì đừng có thèm nhớ những cái chuyện đó trong lúc cô Mỹ sửa soạn dây đây thì trong ngã ba suối cạn dì ba thới cũng kêu Hường với điệu thức dậy dì cũng biểu điệu nấu cơm cho Hường ăn Hường thì cũng thay đồ cũng gói đem theo một cái áo với một cái quần rồi mẹ con ngồi nói chuyện mà chờ quý Trời mới hừng sáng thì xe quý lên tới, thì đi chiếc xe lớn sơn màu xám, có đem người bếp nấu ăn theo. Ngồi phía trước với sen, Quý xuống xe đi vô nhà Móc túi lấy hai chiếc vòng Đưa cho Hường mà biểu đeo rặn đi Vì ba thới cũng đi theo Ra nhà ba mùi chơi Xe vô sân thì ba mùi với cô Mỹ Đã đứng sẵn tại cửa chờ Quý cũng xuống xe Vô đưa hai chiếc vòng cho Mỹ đeo Quý thấy Mỹ mặc đồ mới thì khen đẹp Ba thới với Hường vô đứng ngắm áo quần của Mỹ Đều nói may vừa như vậy vẫn coi mới được hai cô mặc đồ mới đeo bông hộp xoàn tay thì cũng có vòng nhẫn xoàn quý đứng ngó sắc mặt rất vui vẻ Cuối cùng hai cô mới từ giả ba thới với ba mùi lên xe quý ngồi giữa để hai cô ngồi hai bên còn hai cái gói áo của hai cô thì để trên cái hoa ly trước mặt sen cũng từ giả mẹ mà đi kêu dặn chú tiền ở nhà coi nhà với mẹ có ý muốn khoe với chú rằng mình cũng được đi sài gòn với anh chị Chú Tiền cười ngón ngoãn, đứng ngó chiếc xe lộng lẫy chở mấy người biết yêu chú, mà chú cũng hết sức mến yêu, lần lần chạy ra cửa ngõ. Bà Thới hẹn với ba Mùi chờ ăn cơm sớm mơi rồi vì ôm hàng ra đặng hai người hiệp nhau ra chợ mướn mai quần. Ba Mùi hứa chờ, ba Thới mới ra về. Hai bà bây giờ thân yêu, không còn cớ chi mà đố kỵ nhau như ngày trước nữa buổi sớm mời người ta đi chợ đầy đường lại nữa trước nhà dây thép càng long mấy chiếc xe đò sửa soạn chạy bóp kèn te te hành khách lăn xăng lộn xộn chiếc xe của quý phải chạy chậm chậm ai thấy chiếc xe tốt lại mới tin cũng dòm ngó người thấy sen kẻ thấy hường hoặc thấy mỹ ngồi trên xe cũng đưa tay mà chỉ rồi nói với nhau xe qua khỏi chợ rồi tài xế mới nhấn ga xăng cho chạy mau được Cô Mỹ hỏi quý Đi chừng nào mới tới Sài Gòn Chừng 10 giờ tới Vì đến đường ngay đây Xe mình chạy đến 90 hoặc 100 cây số một giờ Nếu đi xe đỏ Thì gần 12 giờ mới tới Cô Hường nói Xe đò Sài Gòn thường thường á, lối 11 giờ về ngang cửa tôi. Ừ, ở trên á, họ chạy hồi 6 giờ Hồi nãy mình đi đó là gần 7 giờ. Hai cô mới đi đường Sài Gòn lần đầu Nên không có biết sớm nào Chợ nào hết Tới đâu mà quý phải chịu khó nói cho hai cô hiểu Thành thử có chuyện nói với nhau luôn luôn Làm cho hai cô vui vẻ Mà an lòng mà không còn lo ngại chi hết Lên tới gần Vĩnh Long Quý dặn tài xế chạy đường trong Cho hai cô biết Châu Thành Quý hỏi hai cô có đói bụng Và muốn ăn uống hay không Hai cô đồng nói hồi khuya Đã có ăn cơm dằn bụng rồi quý cười ngắt cười hai cô nhà quê hễ đi ra thì có cơm đắp đầu gối đến bến đò mỹ thuận hai cô thấy xe đậu cả dọc nhà mà cách xuống đò cũng khác hơn cách xuống đò nước xoáy hồi nãy quý phải cắt nghĩa điểm trọng yếu của mỹ thuận cho cô nghe chính cái tỉnh miền Tây đi Sài Gòn đều phải qua đò này hết thảy chứ chưa có ngã nào khác vì vậy nên ở đây có xe dồn dập luôn luôn không ngớt tài xế đi kỹ không cho xe chạy mau lắm nên 9 giờ ba khắc thì tới Phú Lâm quý cho hai cô hay từ đây xe vào Châu Thành chở lớn rồi còn chừng 10 phút nữa sẽ tới nhà hai cô ngó ra trước thì trên đường người ta đi dập dìu chen lộn với đủ thứ xe hơi, xe ngựa, xe bò, xe kéo, xe máy, không thiếu thứ dành nào hết. Hai cô hồi hộp, mắt ngó hai bên, không muốn nói chuyện, xe bỏ đường này, quẹo qua đường nọ, rồi quanh lại đường khác nữa, chạy một hồi, thình lình vô sân mà ngừng. Quý cười mà nói, tới nhà rồi. Quý gọi mở cửa xe, biểu Mỹ xuống trước, rồi Quý với Hường tiếp xuống tha theo sau phía trước anh bếp với sen đã xuống rồi anh tài xế bóp kẹt. một anh bồi chạy ra xá quý biểu coi sách đồ lên lầu hương với mỹ đứng ngó trong nhà thì thấy một tòa nhà lầu nho nhỏ nhưng có vẻ êm ấm lại gọn gàng một gia đình có vài đứa con nhỏ mà ở chỗ như vậy là đủ an nhàn sung sướng quý mời hai cô vô nhà qua khỏi cửa thì liền thấy hai bên có hai bàn viết có tủ đứng có máy đánh chữ có máy điện thoại quý chỉ mà nói đây là chỗ người thay mặt cho tôi làm việc có một thơ ký phụ bữa nay chủ nhật nên hai người nghỉ hết phía trong có một bộ salon nhỏ và tiếp theo đó là một bàn ăn còn hai bên có hai phòng ngủ bàn ghế toàn bằng cây thông hoặc cây giá tỷ sơn dầu nên nhẹ nhàng mà sạch sẽ quý dắt lên lầu tầng trên nó cũng có hai phòng ở phía sau có kèm thêm phòng tắm và rửa mặt còn ở phía ngoài cũng có salon có bàn viết có đi văn có tủ sách có cái radio hai cô hường và mỹ đi xem giáp hết rồi nói sắm nhà rồi gọn như vậy ở cũng xong cần gì phải làm rực rỡ bề bộn như nhà ở dưới trà vinh Quý nghe cái lời bình luận ấy thì cười Chứ không cãi Quý biểu anh bồi kêu anh bếp với anh tài xế Quý nói ngày hôm nay lên trễ không kịp đi chợ Vậy để ăn cơm nhà hàng Rồi mai sẽ bắt đầu ăn cơm nhà Quý đưa cho mỗi người 100 Và dặn anh tài xế chờ Rồi 11 giờ rưỡi sẽ đưa đi ăn cơm Quý mời hai cô rửa mặt rồi đúng giờ cùng nhau lên xe xuống Sài Gòn và vào nhà hàng ăn cơm trưa. Xen với hai cô bây giờ mới thấy rõ sự náo nhiệt của đất xài thành náo nhiệt từ ngoài đường vô trong nhà hàng ở chỗ nào thiên hạ cũng lăn xăng dường như lật đật sợ bê trễ rồi hư hỏng việc của mình khác hẳn cái tư cách của người ở thôn quê ăn nói cẩn thận đi đứng chậm rãi dường như không có lo ngại việc chi hết ăn cơm rồi trở về nhà quý giao cho hai cô một cái phòng ở trên lầu đặng hai cô nghỉ còn cái phòng ngang đó thì để cho sen quý thay đồ rồi xuống tầng dưới kêu tài xế mà biểu vô đất hộ mời bà ship mát bữa ra sao bà đem ra giùm hai cô đi đặt may áo quần Quý vào cái phòng tầng dưới mà nghỉ Đến 3 giờ chiều Quý thức dậy tắm rửa rồi thay đồ Và biểu hai cô với sen sửa soạn Đặng đi chơi cho biết Sài Gòn Trong buổi chiều Chủ nhật Quý mời mấy chị em lên xe Biểu tài xế chạy chậm chậm khắp Châu Thành Cho mấy anh cho chị em xem cho biết Đi vòng các đường lớn Xuống chợ Bến Thành Qua đường Katina Lên nhà thờ vô cửa sở thú ra mé sông xem tàu hàng đi đến gần tối rồi trở lại cầu ông lãnh do ngã cầu kho chợ quán mà vô chợ lớn ghé một cao lâu lớn ăn cơm tối rồi trở về Sài Gòn đi thẳng qua Catina xem hát bóng đến gần 12 giờ khuya mới về nghỉ Sáng bữa sau, bà xếp má đi xe hơi riêng của bà xuống thăm quý. Bà là người Việt, tuổi đã 45 mà sắc vẫn còn đẹp. Bà cũng son phấn như các bà khác, nhưng dồi mày đúng điệu nên ra vẻ thanh nhã, chứ không có lã lơi, y phục sang trọng nhưng sắc xảo chứ không lòe lẹ. Bà mát thạo đời, biết người lại có tánh bãi vui vui vẻ, bởi vậy quý giới thiệu cô Hường với cô Mỹ cho bà biết Nói rằng bà mua hàng dùng hôm nọ Rồi đem về càng long may Thợ may không thể may hết được Nên đưa hai cô lên đây Cậy bà dắt ra tiệm may quen Mà mướn cắt may dùng cho khéo mà cũng cho mau Bà sẵn sàng chịu liền nhờ trí không ngoan bạc thiệp của bà nên bà mở hết mấy gói hàng mà coi lại bà chỉ cái tốt cho hai cô hiểu và nói chuyện với hai cô trong một lát thì hai cô yêu bà liền không còn bỡ ngỡ nghi ngại điều chi hết nghe người Pháp với thầy ký lại làm việc Quý xuống tầng dưới nói chuyện với người đó một chút rồi trở lên Thì thấy bà Mát với hai cô nói chuyện vui cười với nhau Cũng như chị em quen biết đã lâu rồi vậy Bây giờ mới tính tới việc mướn mây đồ Bà Mát kêu bồi biểu ôm hết các gói hàng Đem bên xe bà và mời hai cô đi chung với bà còn quý ở dưới sen đi xe riêng heo đặng tiệm may đồ mà may hai cái áo dài của hai người và may áo rộng cho quý luôn thể bà nhớ còn phải may cho mỗi người một phần hàng trắng đặng bận với áo dài bà nói để xuống tiệm họ có hàng rồi đặt cho luôn cho may xuống tới tiệm quen của bà mát ở chợ mới quý xin thợ đo quý và sen trước đặng hai anh em còn phải đi đặt đồ tay cho sen thợ đo rồi bà phát biểu quý đi đâu thì đi để bà lãnh hai cô bà đặt may đo rồi bà sẽ đưa về quý đem sen qua Katina đặt may cho sen một bộ đồ nỉ xám một bộ ga bạc ninh trắng với hai bộ đồ trắng quý còn mua cho nó hai đôi giày da mua áo sơ mi mua cà vạt mua nón trắng nón nỉ cho đủ bộ giận sen vui sướng hết sức vô nhớ lại bữa anh mới về mình lợt lạc với anh thì ăn năn hết sức dắt sen đi dạo Cadina, quý ghé tiệm vàng, mua hai chiếc cà rá nhỏ với hai sợi dây chuyền có mẹ đai dông, nhận hộp xoàng để cho Mỹ và Hường đeo chơi. Đến 11 giờ, quý với sen trở về nhà mà hai cô vẫn chưa về. Quý ngồi nói chuyện với người Pháp, dở mấy cuốn sổ ra xem. Đến 12 giờ mới có xe của bà ship vô sân. Người Pháp đại lý đó nói với thầy Lý ra về quý thấy hường với mỹ bước vô còn xe bà xếp thì quanh ra ngõ mới hỏi bà xếp về luôn bà không có vô nhà hay sao quý cười hường cười mà đáp không bà bà không có vô bà biểu người con gái lớn của bà đưa hai chị em tôi về đây con gái lớn ở đâu mà đưa hồi sớm mới á, đặt may đồ xong rồi bà dắt chị em tôi lại mấy tiệm bán hàng coi chơi rồi bà mời đến nhà bà cho biết nhà bà ở cái nhà nhỏ mà ngộ quá à ờ xóm đó kêu là đất hộ te ra hai chị em á có lên nhà bà mát rồi vậy mà chiều nay tôi tính dắt lên thăm bà chứ lên cảnh là có thấy ba đứa con của bà hiền không có Bà có kêu ra trình diện cả ba cô Cô Mỹ tiếp mà nói Ba cô mặc đồ đầm lịch sử quá Nhất là cô lớn hơn hết Nói chuyện dễ thương lắm Cô đó ngồi xe đưa tôi về hồi nãy Ừ, Jenner dễ thương lắm Học giỏi nữa Vậy hả? Bà mời hai chị em tôi chiều ăn cơm với bà Chị chịu hay không? hai chị em tôi dục dặc bà nói không biết nhau thì thôi chứ biết nhau rồi thì là chị em đừng có ái ngại gì hết bà biểu hai chị em tôi coi bà như chị ruột trong nhà vậy lên đây có cần dùng việc gì cứ nói cho bà biết đặng bà giúp cho mới biết lần đầu mà người thiệt là tử tế không có làm kiểu lập cách gì hết Tôi đã nói lên Sài Gòn thiếu gì người quen Muốn vật gì cũng có người lo cho Được lắm Hai chị em cứ làm quen chơi với bà mát đi Bà biết nhiều lắm đó Không sao đâu mà ngại Vợ chồng xứng với nhau quá Ông sếp thì vui vẻ Mà bà cũng vậy Bà nói năm giờ chiều Bà xuống rước hai chị em tôi đi chợ lớn chơi tối về nhà bà ăn cơm rồi đi coi hát cải lương với bà chừng giảng hát bà đưa về được cứ đi chơi với bà đối với mình bà cũng như người trong thân ổng thì làm việc với tôi tôi tin cậy ổng lắm mà áo quần đặt mai xong hay chưa cô hường tiếp mà đáp họ biểu hai bữa lại bận thử rồi chừng bốn bữa nữa thì mai xong hết Vậy thì trong một tuần lễ mình về được, một tuần đủ cho chị em biết hết Sài Gòn chợ lớn, đểm hay đồ cho sen rồi tôi chở hết lên giường cao su của tôi, đặng đi cho biết. Anh bồi ra bẩm cho hay cơm đã dọn xong rồi, quý móc túi đưa cho hai cô, mỗi người một chiếc cà rá dưới một sợi dây chuyền, biểu đeo thử hai cô đeo rồi quý dắt lại đứng trước tấm gương lớn nhắm coi hai cô chúng chiếm cười ăn cơm rồi quý vô phòng nghỉ hai cô với sen lên lầu mắt bàn luận về cảnh náo nhiệt của sài gòn về cái sự rực rỡ của nhà hàng và về cái sự trang hoàng của rạp hát về cái tàu to tát về cái xe dập diều về bà ship mắt thì bãi vui về con của bà thì ngộ nghĩnh ba người cứ trầm trồ khen ngợi cứ nhắc nhở vui cười không có thèm ngủ trưa mà cũng không có thèm nằm nghỉ lên sài gòn mỹ thấy đàn bà con gái từ già chí trẻ đều trang điểm bóng láng quần áo bảnh bao đến xế hai cô mới rủ nhau tắm rửa cho sạch sẽ chải gỡ cho vẻ vang rồi thay đồ đeo nữ trang mang giày mới không phải có ý chân diện làm chi, kỳ thiệt là muốn làm cho người ta đừng chê mình nhà quê, dân ruộng, vậy thôi. Quý lên lầu, thấy hai cô ăn mặc đàng hoàng, hết cái vỏ quê mùa nữa, thì lấy làm hài lòng, chàng mở tủ, lấy đưa cho mỗi cô một ngàn, biểu và bỏ túi đi chơi với bà xếp mát cậy mua cho dùm mỗi người một cái bóp để cầm tay như các bà các cô khác thiệt quả 5 giờ chiều bà mát ngồi xe ra tới trước rước hai cô đi chơi nhân dịp quý mới pha lửng cậy bà làm hoa tiêu lái giùm hai chiếc thuyền quê cho quen lượng sống sài thành kẻo gió bê nước đạp rồi đụng chạm với tàu hơi tàu khói bà mát vui vẻ chịu lãnh tập cho hai cô quen sài gòn khuyên quý an lòng đừng lo chi tiết cách ba bữa sau tiệm đã mai trước cho sen được một bộ đồ ga bạc đinh rồi quý mới mời bà mát với ba người con gái của bà đi lên xuân trường ăn cơm tối một bữa sen thấy cô sen thì mê mết cứ theo nói chuyện với mấy chị em cô mà cô sen là gái sài gòn cô không có biết nhút nhát sụp xè nên cô cũng vui vẻ theo chơi với sen không ái ngại chi hết từ đây hễ sớm mai thì bà mai rước hai cô đi thử áo đi mua đồ buổi chiều thì hai cô hiệp lại với bà đi chơi hai xe khi đi ăn nem thủ đức khi thì, thì đi ăn cơm tây sài gòn khi thì, thì đi ăn cơm tàu trong chợ lớn một bữa quý biểu anh bếp mua đồ ăn sẵn rồi rủ nhau đi hai xe lên viếng vườn cao su trên biên hòa quý mời bà mát qua ngồi xe bên này đặng nói chuyện chơi với hai cô chơi vui để xen với anh bếp và qua xe của bà đi với bà cô gái nhỏ theo sau Mỹ với Hường thỏa Nai chưa có biết vườn cao su Nên lên tới đó thấy vườn rộng mênh mông chớn chở Mà đường thì xẻ ngay thẳng Cây trồng thì có hàng Đâu đó đều sạch trơn Công việc phân rành rẽ Thì hai cô ngạc nhiên khủng khiếp trước một công phu sáng tạo đồ sộ như vậy Cô Hường với cụ Mỹ đi theo bà mát mà xem vườn Hường nói nhỏ với Mỹ người làm cuộc chủ vườn này như vậy á nên sắm cái cuộc nhà ở trà vinh như vậy nghĩ cũng phải còn sen đi theo ba chị em của Jin mà chơi ở phía khác khi đứng rù rì ở dưới bóng cây khi thì đi thơ thẩn ở trên đường thẳng ban đầu thì còn sụp xè lần lần rồi cũng vui vẻ thân yêu người thì yêu sắc đẹp thần tiên kẻ thì yêu lời quê chất phát người pháp coi vườn lăn xăng lo tiếp đãi ông chủ mà còn phải chỉ công việc làm cho ông xem người pháp với quý mắc bận rộn về phận sự nên phải để cho đám đàn bà với sắp trẻ em tự do vui chơi trò chuyện ăn cơm rồi quý với mấy bà con mới lên xe trở về sài gòn mỹ với hường rất già vui và lòng được thấy vườn cao su mà cũng rất kính phục công của người mở rừng mà tạo thành một cái cuộc kinh doanh đến trăm mẫu đất như vậy quý ở sài gòn cho hai cô vui chơi tới 8 bữa tiệm mai mới giao đủ quần áo đặt may quý đem hai cô với sen lên nhà bà mát từ giả về trà vinh quý ân cần mời bà với hai cô ba cô nhỏ chừng đám cưới thế nào cũng phải ráng xuống trà vinh cho ở chơi ít bữa Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị đón nghe tiếp phần thứ 8. Xin tạm biệt.